Nguyễn Thu Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau bài diễn văn cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đọc ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua, trong đó Tổng thống trách các vị lãnh đạo chính quyền địa phương đã không có làm đủ bổn phận để bảo vệ an ninh và trật tự cho người dân. Và Tổng thống kêu gọi các chính quyền địa phương, các vị thống đốc cũng như là thị trưởng, nếu cần thì phải dùng đến vệ binh quốc gia để chấm dứt cái tình trạng bạo loạn, nghĩa là tình trạng những kẻ lợi dụng thời cơ để phá rối trị an và cướp phá các cơ sở thương mại tư nhân. Thưa quý vị, sau cái bài diễn văn đó của Tổng thống thì bây giờ quý vị thấy là tình hình của Hoa Kỳ an ninh trật tự đã được vãn hồi. Những cuộc và biểu tình bây giờ chỉ là những cuộc biểu tình ôn hòa. Thưa quý vị, khi mà Tổng thống đọc cái bài diễn văn đó thì báo chí khuynh tả đã ồn ào phản đối. Cái anh chàng Cooper của hệ thống CNN đã xuyên tạc rằng là Tổng thống bảo các vị thống đốc cũng như là chính quyền địa phương là phải thống trị người biểu tình. Thưa quý vị, Tổng thống nói là thống trị tình hình, tức là phải kiểm soát được tình hình, không có để cho những cái kẻ mà gian đó nó phá rối an ninh, cướp phá, tấn công người dân. Chứ Tổng thống đâu có bảo thống trị các cuộc biểu tình bao giờ đâu. Có nhiều người nói là anh chàng nó ngu cho nên mới là hiểu như thế. Nhưng mà Nguyễn Thu Phượng nghĩ anh ta không có ngu. Ngu thì làm sao mà trở thành ngôi sao sáng của CNN được. Cái đó là cố tình muốn xuyên tạc chứ không phải là ngu, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong cái bài diễn văn đó thì Tổng thống cũng có hăm dọa rằng là nếu mà các cấp chính quyền địa phương, các thống đốc, các thị trưởng mà không có dùng đến vệ binh quốc gia để mà vãn hồi được trật tự an ninh, mà cái tình trạng mà cướp bóc với lại phá hoại an ninh nó tiếp tục thì Tổng thống sẽ dùng đến quân đội để mà vãn hồi an ninh trật tự. Thưa quý vị, khi Tổng thống nói đến việc dùng quân đội quốc gia để dẹp loạn là Tổng thống muốn nói đến cái luật Insurrection Act đã được thiết lập vào năm 1807. Đây là một cái luật cho phép Tổng thống được dùng quân đội để dẹp loạn hay là vãn hồi trật tự ở các tiểu bang. Thưa quý vị, đây là một cái luật mà đã có nhiều vị tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ đã dùng đến. Thí dụ như là Tổng thống Eisenhower đã dùng năm 1957, Tổng thống Kennedy cũng đã dùng vào những năm 62 và 63. Gần đây nhất là năm 92, Tổng thống Bush đã dùng cái luật này để dẹp loạn ở Los Angeles. Khi Tổng thống Bush dùng cái luật này để dẹp loạn ở Los Angeles thì có cái sự yêu cầu của thống đốc của tiểu bang. Nhưng mà năm 57, năm 62, năm 63, Tổng thống Eisenhower và Tổng thống Kennedy đã dùng đến cái luật này mà không có cái sự đồng ý của chính quyền tiểu bang, tức là của thống đốc. Trong một buổi họp báo, ông Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper có nói rằng là cái việc sử dụng quân đội chính quy trong nhiệm vụ thực thi pháp luật chỉ nên được dùng tới như là cứu cánh cuối cùng và chỉ trong tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Hiện giờ thì chúng ta chưa có ở trong cái tình huống đó, cho nên là bây giờ tôi chưa có ủng hộ cái việc mà dùng tới cái đạo luật insurrection trong lúc này. Thưa quý vị, cái điều mà ông nói như vậy thì
nó cũng không có gì là ngược lại với tổng thống, tại vì tổng thống mới có là dọa các vị thống đốc và thị trưởng rằng là nếu họ không có dùng đến vệ binh quốc gia để mà tái hồi trật tự, chấm dứt những cái chuyện mà cướp bóc và đốt phá, thì là lúc đó là coi như là đất nước trở thành cái tình trạng bất an ninh, mất trật tự, thì lúc đó tổng thống mới dùng tới quân đội chính quy của quốc gia. Như vậy đó mà những cái cơ quan truyền thông khuyên tả lại cũng bẻ lời nói của ông để nói rằng là như vậy là ông nói ngược lại với tổng thống. Thưa quý vị, ngoài ra còn một điều mà đáng buồn nữa là bà thị trưởng của Washington DC, tức là bà Muriel Bowser, một đảng viên của đảng Dân Chủ, đã đuổi 200 chiến sĩ vệ binh quốc gia ra khỏi một cái khách sạn ở Washington DC. Thưa quý vị, 200 vệ binh quốc gia này đó là đến từ Utah, đã làm cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho người dân biểu tình ôn hòa, cho tới 3 giờ sáng thứ năm mới về tới khách sạn. Thì bà đã gọi điện thoại cho khách sạn nói rằng là thành phố Washington DC không có trả cái tiền khách sạn cho những chiến sĩ này. Và như vậy, tức là các chiến sĩ này phải đi ra khỏi khách sạn buổi sáng hôm sau. Thưa quý vị, một vị dân cử ở đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Utah đã lên tiếng nói rằng là nếu mà bà có vấn đề gì với Tổng thống Trump thì bà cứ đối phó với Tổng thống Trump. Tại sao mà là giận Tổng thống Trump mà lại đổ lên đầu các chiến sĩ vệ binh quốc gia đến từ Utah để giúp vãn hồi trật tự an ninh cho thành phố Washington DC? Sáng hôm sau đó, thì bà đã gửi một bức thư đến cho Tổng thống Trump để yêu cầu Tổng thống Trump rút vệ binh quốc gia ra khỏi Washington DC. Thưa quý vị, Washington DC đó thì trên nguyên tắc là lãnh thổ của liên bang. Vì thế cho nên liên bang có quyền đem vệ binh quốc gia đến. Và thị trưởng của Washington DC là bà Bowser thì không có quyền hạn gì trong cái việc di chuyển của quân đội vệ binh quốc gia. Thưa quý vị, vấn đề này thì bên quân đội đã giải quyết bằng cách là quân đội dùng cái tài chính của quân đội để chi trả cho các vệ binh quốc gia từ Utah chuyển sang một khách sạn khác. Thưa quý vị, trong lúc Tổng thống đang phải đối phó với tình trạng dầu sôi lửa bỏng của đất nước, thì một người đồng đảng của Tổng thống là nữ nghị sĩ Lisa Murkowski lại đi ra nói với báo chí rằng là bà không biết chắc là bà có ủng hộ Tổng thống trong cái lúc mà tái cử tháng 11 sắp tới hay không. Thưa quý vị, bà Lisa Murkowski là một trong hai nghị sĩ của tiểu bang Alaska. Mà tiểu bang Alaska đó thì từ xưa tới nay vẫn đa số là đảng Cộng Hòa. Trong cái kỳ bầu cử tổng thống vừa qua thì Tổng thống Trump đã được tới 51% phiếu, trong khi đó bà Clinton chỉ được có 36.5% phiếu thôi. Thưa quý vị, tại cái bà Lisa Murkowski này, bà có điên hay không mà bà đi bà nói như vậy về Tổng thống? Trong một cái đảng phái ở một cái nước dân chủ tự do thì người đảng viên có quyền nói lên những cái tư tưởng, những cái việc mà bất đồng với lại đảng trưởng. Nhưng mà bất đồng một hai việc là một việc, đi nói rằng là mình sẽ không có ủng hộ ông đảng trưởng trong cái kỳ bầu cử sắp tới thì như vậy coi như là phản lại đảng rồi. Thưa quý vị, mà bà này đó, từ trước tới giờ đó, bà ta cũng hay bỏ phiếu một cách vớ vẩn, làng chàng
làm khó khăn cho đảng nhiều lắm thưa quý vị. Tại sao bà này bà lại như vậy? Thưa quý vị, bà này không có điên. Cái vấn đề của bà là tại vì bà là đảng viên của đảng Cộng Hòa, nhưng mà khi bà được lên đắc cử đó thì chỉ có khoảng 20% đảng viên Cộng Hòa bỏ cho bà thôi. Còn 20% khác là người của đảng Dân Chủ bỏ cho bà. Rồi còn những người còn lại đó là không có thuộc một cái đảng nào hết. Vì thế nên bà này bà cứ lang bang như vậy. Thì Tổng thống nói rằng là để rồi lần tới này khi mà tái cử đó, rồi Tổng thống sẽ hỗ trợ để cho một người khác lên thay thế bà. Quý vị, thì Tổng thống nói như vậy thì nó cũng hơi nóng quá. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đó là cái điều này là điều cần thiết. Không có phải là vì cá nhân của Tổng thống ghét bà, nhưng mà là phải có một người khác thuộc đảng Cộng Hòa bầu bỏ phiếu với đảng Cộng Hòa thì những cái đường lối của đảng Cộng Hòa mới có thể tiến triển được. Chứ cứ những cái người mà lừng chừng mà bỏ phiếu theo cái kiểu mà trên trời dưới đất như là cái bà này đó, thì rất là trở ngại cho những cái đường lối của đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong khi đó, đó thì thị trường chứng khoán đó, trong những ngày vừa qua sau cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump đó, thì nó đã lên một cách dữ dội lắm thưa quý vị. Bây giờ ngày hôm nay đó là lên tới 800 điểm Dow Jones, khiến cho Dow Jones bây giờ chỉ còn có 5% thấp hơn cái lúc mà cao nhất ở trong lịch sử Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sở dĩ có cái việc như vậy đó là tại vì thị trường chứng khoán là ai đó, thưa quý vị, ở đây là những cái người mà đầu tư ở trong chứng khoán của Hoa Kỳ, thì nó có những cái công ty lớn, những cái công ty đầu tư lớn, những nhà đầu tư lớn cũng có, nhưng mà cũng có rất là nhiều người trung lưu họ đầu tư ở trong đó. Và khi mà họ tin tưởng ở thị trường chứng khoán như vậy, tức là họ bày tỏ ra cái lập trường của họ, tin tưởng rằng là Tổng thống có thể tái hồi lại được cái sự trật tự và an ninh cho xã hội Hoa Kỳ, cũng như là tái hồi lại được cái nền kinh tế phồn thịnh của Hoa Kỳ mà đã có trước khi mà cái dịch coronavirus này nó xảy ra. Thưa quý vị, hôm nay cái báo cáo về công ăn việc làm đó nó cũng rất tốt, và tốt hơn là cái sự dự đoán của các nhà kinh tế, cho thấy rằng mới chỉ có một số tiểu bang ở Hoa Kỳ mở cửa ra mà kinh tế đã hồi phục mạnh như vậy. Nói chi là trong những ngày sắp tới này toàn thể nước Mỹ mở cửa ra trở lại. Mà có một điều mà Nguyễn Thế Phượng thấy hơi khôi hài một chút xíu là trước đây đó, những người mà theo đảng Dân Chủ hay là có khuynh hướng Dân Chủ thì cứ nói rằng là cần phải đóng cửa xã hội, đừng có mở ra trở lại ngay, là tại vì rất là nguy hiểm. Và khi mà có những người nói rằng là chúng tôi muốn mở cửa xã hội đó, thì những người ở bên đảng Dân Chủ đó nói rằng là các người muốn chết thì đâu có phải chết một mình, đi ra mở cửa xã hội rồi còn làm lây lan bệnh cho những người khác nữa. Nhưng mà thưa quý vị, mấy hôm nay họ đi biểu tình thì họ chẳng có sợ gì bệnh dịch gì nữa cả. Họ sát cánh kề vai, tay nắm tay bên nhau. Và các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ cũng không thấy đứng lên kêu gọi mọi người là đừng có đi biểu tình mà nguy hiểm đến tính mạng của toàn thể quốc gia. Không nghe nói như vậy thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ những cái người mà ở trong đảng Dân Chủ đó, các chính trị gia đó, muốn dẫn dắt người dân để nói rằng là ngoài cái việc mà biểu tình về vấn đề của cái ông Floyd đó thì còn là cái vấn đề là phải cải tổ cảnh sát, phải cải tổ quốc gia,
để chống lại cái nạn kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà thưa quý vị, ông Biden, đảng viên của đảng Dân Chủ, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cũng như Tổng thống Obama, cái người mà cũng lên tiếng mấy hôm nay, cũng như là những người lãnh đạo của các tiểu bang mà đang có những cái cuộc biểu tình lớn bây giờ, cũng như là cái tiểu bang mà có xảy ra cái vấn đề của ông Floyd, là những vị trong đảng Dân Chủ. Vậy thì trách nhiệm ở đâu? Quý vị đó điều hành những cái tiểu bang đó, tại sao lại để cho cái việc đó xảy ra? Và Tổng thống Obama và ông Biden 8 năm lãnh đạo đất nước thì đã làm cái gì? Tại sao không làm được cái gì để mà cải tổ cái tình trạng kỳ thị chủng tộc mà họ nói tới? Thưa quý vị, riêng đối với lại Tổng thống Trump á, Tổng thống không có kêu gào, không có nói nhiều đến việc mà kỳ thị chủng tộc rồi giúp đỡ nạn nhân kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà trong cái thời gian lãnh đạo của Tổng thống đó, cái tình trạng kinh tế của người da màu, nhất là người da đen đó, là nó tiến triển rất là nhiều thưa quý vị. Những cái bảng thống kê đều cho thấy là như vậy. Mà cũng cần phải thống kê. Đó, ai mình cũng biết, nếu mà kinh tế tốt đó, thì tất cả mọi người mà có đi ăn đi làm là đều khá lên hết thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ một điểm cuối cùng Nguyễn Thúy Phượng muốn nói tới là Tổng thống muốn nói tới lực lượng Antifa, là cái lực lượng mà một trong những lực lượng chủ động nhất trong cái việc mà đập phá rồi cướp bóc bạo lực ở trong những cái cuộc biểu tình vừa qua. Thưa quý vị, lực lượng Antifa là lực lượng gì? Lực lượng này đó là họ nói họ là anti-fascist, tức là họ chống lại phát xít. Nhưng mà thưa quý vị, ở Hoa Kỳ này làm gì có chuyện phát xít? Làm sao mà vị tổng thống nào mà phát xít được? Là tại vì đảng đối lập thì lúc nào cũng là mạnh mẽ ngang hàng với đảng cầm quyền. Tha hồ mà chửi tổng thống, chửi đảng cầm quyền. Rồi báo chí thì cũng tha hồ muốn lôi tổng thống ra chửi giờ nào cũng được. Rồi người dân thì tha hồ lên mạng, ai muốn lên mạng chửi tổng thống cũng được. Đâu có ai bị bắt bớ vì tội chửi bới tổng thống hay là vạch ra những cái sai trái của tổng thống và đảng cầm quyền đâu. Thì làm sao mà có phát xít được? Họ chỉ có dùng cái chiêu bài đó để mà phá phách đất nước. Thưa quý vị, mấy hôm nay á, những cái bộ máy tuyên truyền của Trung Cộng cũng như là những dư luận viên lên mạng của Việt Nam chúng ta đó, thì cứ nói rằng là cái việc mà đàn áp biểu tình của Hoa Kỳ thì nó cũng giống như là ở bên Hồng Kông Trung Cộng đàn áp biểu tình hay là Thiên An Môn. Thưa quý vị, cái sự khác biệt á, là ở chỗ chính phủ Hoa Kỳ không có cấm biểu tình, không có phá những cái cuộc biểu tình. Như mấy hôm nay, những cái cuộc biểu tình lớn mà ôn hòa đó, có ai trong chính phủ mà tấn công hay là ngăn cản không? Không. Chính phủ Hoa Kỳ chỉ có ngăn cản những cái hành động bạo động, những cái hành động mà cướp phá, làm nguy hại đến tài sản của người dân mà thôi. Trong khi đó, đó thì những cái nhà cầm quyền độc tài như là Trung Cộng hay như Việt Nam đó, là muốn chặn đứng những cái cuộc biểu tình. Rồi cái lối của họ là như thế nào? Là đêm về đem tới bắt hết những cái người mà tổ chức biểu tình, những cái người lãnh đạo biểu tình. Và rồi họ ra mặt dùng bạo lực để phá biểu tình công khai, thưa quý vị. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ quý vị thấy rằng vừa biểu tình một cái là chính phủ đã thỏa mãn những cái điều mà người biểu tình đòi hỏi. Đó là trừng phạt 4 cái người cảnh sát
đã có liên hệ đến cái chết của ông Floyd ngay lập tức ở Hồng Kông. Thưa quý vị, những cái cuộc biểu tình mở đầu nó là ôn hòa, xong rồi là nhà cầm quyền á, đã dùng tới bạo lực của cảnh sát để tấn công vào đám biểu tình. Vì thế cho nên những người biểu tình họ mới phải tự vệ bằng những cái phương tiện có khi cũng là bạo động. Thưa quý vị, đó. Còn Thiên An Môn thì như thế nào? Quý vị thấy đó là họ cho quân đội đem xe tăng vào, cán vào đám sinh viên biểu tình để chấm dứt cuộc biểu tình. Đúng quý vị. Vì thế cho nên không thể nào mà đi so sánh cái việc mà chính quyền Hoa Kỳ đối đầu với lại những cái kẻ bạo loạn lợi dụng trong lúc mà cảnh sát phải giữ an ninh trật tự ở chỗ biểu tình để mà đi cướp phá, để mà đi đập phá các cơ sở thương mại, với lại cái việc mà các nhà cầm quyền độc tài giống như là Trung Cộng hay là Việt Nam, nghĩa là chặn đứng và phá vỡ ngay những cuộc biểu tình ngay từ khi mà họ đang biểu tình ôn hòa. Thưa quý vị, sự vững mạnh của thị trường chứng khoán cho thấy rằng người dân cũng như là giới làm thương mại đều tin tưởng rằng là dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống Trump thì đất nước Hoa Kỳ sẽ qua khỏi được những cái khó khăn gây ra bởi bệnh dịch cũng như là bởi cái vấn đề của ông Floyd này. Và chúng ta đã nhìn thấy cái sự phục hồi về kinh tế của Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới này thì mình Phượng nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ được tái cử. Tại vì dù cho có yêu có ghét Tổng thống đi nữa đó, thì cái quan tâm của đại đa số người dân vẫn là ai sẽ có thể giúp cho Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ để phục hồi lại nền kinh tế thịnh vượng. Chắc chắn là không phải là ông Biden rồi. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng xin mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ ở trong kênh. Xin kính chào.